hôm nay em test mic anh em nhá. Anh em có thể thấy là đây đang sử dụng cậu Tuấn đang test mic đây anh em này. Rồi ok vào đi. Em test mic U66 anh em nhé. Với điều đặc biệt vi diệu là không cần dùng anten luôn. Không cần dùng anten. Đây anh em nhé. Sao vậy? Không cần dùng anten mà rất là xa anh em nhé. Đó, đi rất là xa luôn. Bên rất dày luôn. Đó, anh em có thể thấy là ok không ạ? Quá đỉnh đúng không ạ? Không cần anten mà đi xa như vậy. Đi từ trong này đi ra ngoài đó thì chắc chỉ tầm khoảng độ 20 mét. 20 mét mà không cần phải sóng anh em nhé. Không cần phải dâu sóng đâu nhá. Dâu sóng thì trên con này thì em lắp vào trên con khác. Đấy, nhưng mà trên con này của nó thì không có dâu, không có sóng. Đấy, không có dâu, không có sóng. Đó, nên anh em thấy là có ok không ạ? Đó, ok không ạ? Đấy, alo sao? Quá. Hay. Ok ạ. Thì con này thì giá hiện tại đang là 3 triệu anh em nhá. Giá đang là 3 triệu ạ. Chào tất cả bác nhá. Hôm nay em có test một bộ mic U66 cho một anh, đó là anh Trần Tâm. Anh ở quận Tân Phú, quận 7 anh em nhá. Quận 7 thì anh có lấy một bộ mic U66 này của bên em. Và như là anh em cũng đã biết rồi, đây là một trong những cái bộ mic rất là cao cấp. Và bên em khuyến mại chỉ còn giá 3 triệu thôi anh em nhá. Số lượng không còn nhiều đâu ạ. Chỉ còn là 3 triệu thôi và số lượng không còn nhiều. Anh em nhanh tay giúp em. Và đây là một trong những cái bộ mic rất là cao cấp mà cho bên em cung cấp. Nó, cái tiếng của nó sẽ rất là hay và rất là sạch, bắt sóng thì xa. Có đầy đủ những chức năng cho anh em, đầy đủ luôn anh em nhá. Nếu mà để mà dò sóng thì anh em có thể thấy là ví dụ em đang đặt lệch sóng này đi này, đang đặt lệch sóng. Alo. Con này sẽ bị lệch. Con này bị lệch. Con này bị lệch thì sẽ không có sẽ không có sóng anh em nhé. Anh em thử xem nó bắt xa mức nào này. Thu sóng này. Thu này. Đó, ok chưa? Bắt rất là xa anh em nhé. Đó, thử lại này. Cho lệch đi này. Đó, ok, xong rồi dò nhá. Để xa này. Ấn lại đi Tuấn. Đó, rồi. Bắt rất nhanh. Ồ, thấy chưa các bác? Nhận luôn. Alo, 6789. E, 1256. Đó, anh em có thể thấy. Sóng thì cái này nó phải bắt buộc, nó phải dò sóng sạch anh nhá. Dò sóng sạch thì tiếng nó sẽ rất là sạch. Còn đây là chắc là đang bị nhiễu tạp. Đó, chắc chắn là đang bị nhiễu tạp rồi. Con này thì có dò sóng sạch anh em nhá. Anh em... giữ vào đây nó nháy 2 lần. Đó, và bắt đầu nó sẽ dò sóng sạch cho anh em này. Đó, đây là sóng sạch. Đấy, để anh em dò được thì anh em đây là xong. 1 2 5 6 7. Đó, con này thì có dò sóng sạch anh em nhé. Dò sóng sạch nó rất là lợi. Và điều đặc biệt là này em đang không lắp anten luôn anh em nhé. Không lắp anten luôn mà sóng nó rất là ok như này. Đó. À, và anh em có thể thấy là vừa rồi thì cũng test là không để sóng, không để anten anh em nhé, không để anten mà nó bắt được xa như vậy thì phải nói là cái chất lượng của nó rất là tốt. Thì hôm nay test cho anh Tâm luôn. Thì các bác có thể thấy là đây là những cái bộ mic 6 số phải nói là chất lượng rất là tuyệt vời. Những cái bộ micro này thì khẳng định với tất cả các bác là nó rất là tiết kiệm pin anh em nhé. Rất là tiết kiệm pin cho gia đình mình. Nói chung là sử dụng bộ mic này thì pin anh em không phải lo lắng đâu. Anh em lắp những quả pin rẻ tiền vào thì nó cũng được rất là lâu. Và phải nói là đây là những cái bộ mic mà em thấy là chất âm rất là hay, sóng tốt và phải nói là độ bền rất là cao. Đó, chất âm, chủ yếu là cái chất âm của mình anh em nhé. Chủ yếu chất âm rất là tốt và giảm hú rít cực tốt. Anh em đã làm rất nhiều video về cái bộ mic này rồi thì anh em có thể là lên YouTube anh em tham khảo. Anh em chỉ cần gọi FT1 U66 thôi, Thắng Cao Audio là anh em có thể tham khảo được những cái bộ mic như này. Em đã test rất nhiều rồi, rất là bắt mic anh em nhé. Cực kỳ là bắt mic. Và rồi ok, cảm ơn anh Tâm đã tin tưởng mua hàng bên em. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em các bác nhé. Đó thì phải nói là test thì bộ mic này nó test rất là đơn giản thôi, không gì khó cả. Nên các bác có thể thấy là test hai tay mic vậy là xong rồi.
chỉnh volume lên ok, dò sóng ok là được. Còn con này muốn dò sóng sạch anh em cứ giữ cái nút này anh em nhé, giữ nút này, giữ khi nào nó nháy hai lần thì là nó sẽ được sóng sạch anh em nhé. Nháy hai lần, một này, cái này là nó đã được sóng rồi sao, anh em cứ phải giữ hai lần, giữ lâu hai lần nhé, nó nháy hai lần, nó nháy hai lần thì là nó sẽ là dò sóng sạch cho anh em luôn. Đó. Thì nó sẽ tự nhảy dò sóng sạch anh em nhé. Đây là sóng sạch rồi, nó sẽ không dò nữa. Lúc vừa là sóng nó chưa sạch, là ví dụ như cái bên này này. Trùng sóng vừa rồi nó đang bị trùng sóng anh em. Đó, em sẽ dò lại cho anh em xem.